Sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt mật khẩu admin. Thì sau khi mà khóa được reset thì mật khẩu admin mặc định của khóa sẽ là từ 1 đến 6. Thì để mà mình thay đổi cái mã admin này thì chúng ta sẽ bấm sao và nút khóa. Rồi chúng ta bấm từ 1 đến 6. Rồi bấm nút khóa. Sau đó bấm số 8. Rồi lại bấm nút khóa. Rồi sau đó mọi người nhập cái mã admin mới mà mọi người muốn cài lên. Rồi mọi người bấm vào cái nút khóa này. Rồi mọi người nhập lại cái mã một lần nữa. Rồi bấm nút khóa. Rồi máy báo như vậy là mình đã thay đổi cái mã admin được rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ thử lại. Để mà mọi người vào hệ thống cài đặt thì mọi người sẽ bấm nút sao và nút khóa. Sau đó mọi người nhập cái mã admin mới của mọi người vào. Rồi, máy báo như vậy là mình đã vào được hệ thống bằng cái admin mới rồi nha.